Dạ vâng, xin chào cả nhà. Hôm nay mùng 7 Tết rồi cả nhà. Hôm nay Hoàng sẽ lại review cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng cái khung cảnh con đường cao tốc kết nối giữa Tuyên Quang, Phú Thọ với lại cao tốc Nội Bài, Hà Nội nhé cả nhà. Thì video trước Hoàng cũng đã giới thiệu với cả nhà cách đây 2 tháng. Thì rất nhiều bạn cũng hỏi là anh ơi, cái cung đường cao tốc này nó đã hoàn thiện đến đâu rồi ạ? Nói thật là bà con không những tỉnh mình và các tỉnh khác và tất cả bà con là cũng đều rất là lo nóng, mong là cung đường cao tốc nó hoàn thiện sớm để đi vào hoạt động. Thì nó sẽ giảm tải rất là nhiều cho cái cung đường quốc lộ 2 hay quốc lộ 37 hay quốc lộ 70. Thì báo cáo bà con thì mình đang đứng đây thì là giữa tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ, có nghĩa là mình đang đứng là khu vực của Phú Thọ rồi, thì là của huyện Đoan Hùng, xã Vân Du đó cả nhà. Thì mình hôm nay mình sẽ lại quay và chia sẻ với cả nhà. Xin mời cả nhà cùng theo dõi video của Hoàng. Xin mời. Đây là các cái xe công trình đang nghỉ Tết nha cả nhà. Thì cũng nghỉ được chục ngày rồi. Thì hôm nay mùng 7 Tết rồi. Nhưng mà các công trình, các công nhân vẫn chưa hoạt động, chắc là ngày 1 ngày 2 thôi. Thì là đang các cái xe đang dừng nghỉ tại đây. Mình sẽ đưa flycam bay lên cao để cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng cái khung cảnh của con đường cao tốc xem là nó như thế nào nhé cả nhà. Thì về cái đường con đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ thì như video trước mình cũng chia sẻ thì là mọi người cũng lắm được rồi, thì mình cũng nói lại là cao tốc của Tuyên Quang Phú Thọ thì nó có chiều dài là 40,2 km nhé, mà trong khi đó thì là nguyên của tỉnh Phú Thọ đã chiếm gần như là 30 km rồi, là 3/4 nhé cả nhà. Còn lại là thuộc tỉnh Tuyên Quang, thì là tỉnh Tuyên Quang mình nó có hơn chục km thôi. Nhưng mà thực tế là con đường này thành công thì nó giải quyết cho cái thời gian đi lại của bà con về với lại Hà Nội thì nó rất là tiện lợi mà gần hơn rất là nhiều cả nhà. Chứ nếu mà cứ chạy theo đường quốc lộ 2 thì nó rất là mất thời gian. Thì cái điểm đầu dự án là ở xã Lưỡng Vượng, thì video trước mình nói đó, thì ở xã Lưỡng Vượng thì là kết nối trực tiếp với lại cái đường tránh của thành phố Tuyên Quang nhé cả nhà. Còn điểm cuối là tại nút giao IC9 cao tốc Nội Bài nhé cả nhà, cao tốc Nội Bài Lào Cai đó. Thì đây là điểm cuối thuộc thị xã Phú Thọ. Là cái tuyến đường này là đi qua địa bàn các xã như là phường và thị trấn như là Lưỡng Vượng, Thái Long, Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, Đội Bình, huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang, Chí Đám, Hợp Nhất, Hùng Long, Vân Đồn, Ninh Phú là của huyện Đoan Hùng. Liên Hoa, Trạm Thản, Tiên Phú là của huyện Phú Linh. Phú Hộ, Hà Lộc là của thị xã Phú Thọ, của tỉnh Phú Thọ đó cả nhà. Cái dự án này nói chung là vẫn còn dài lắm, tại vì là bây giờ mới gọi là đang san lấp mặt bằng thôi. Nó đi qua những cái đỉnh đồi, những cái ao hồ như này thì nó rất là mất thời gian, rất là mất nhiều công nhé cả nhà. Đây nó gọi là cái hồ câu đấy. Những anh chị em nào đi câu thì chắc chắn là anh chị em sẽ rất hiểu rõ về cái hồ câu này, mình cũng không nói làm gì. Đây mình cứ bay qua đây là sẽ đến khu vực đội 5 của đội Bình nhé cả nhà, hoặc là
phía bên trái kia là thuộc vùng khu vực Nhữ Khê. Nhữ Khê của Yên Sơn Tuyên Quang, xã Nhữ Khê đó cả nhà. Nhìn như này thôi nhưng nếu mình bay một lúc nữa là có thể là đến thành phố Tuyên Quang luôn đó ạ. Để quan sát từ trên cao các bạn có thể nắm bắt được về cái cung đường mà nhà nước mình đang thực hiện và thi công. Còn nếu nhìn bên dưới thì các bạn chỉ có thể là nhìn thấy cái khu vực tại chỗ đó thôi, còn cũng không thể nhìn rõ được hết cái cung đường này. Đường cao tốc thì không những tỉnh mình và tất cả các tỉnh như tỉnh Hà Giang, Yên Bái hoặc là bên Thái Nguyên và tất cả bà con ai cũng muốn là cung đường này nó có từ lâu rồi, thì giải quyết cho cái việc đi lại nó rất là thuận lợi. Như bình thường bây giờ chúng ta như trước đây chưa có đường cao tốc kết nối giữa Phú Thọ với lại cao tốc Nội Bài này, Lào Cai, thì mình phải chạy từ Tuyên Quang xuống Hà Nội mất 165 km, thì phải mất tầm khoảng 4 tiếng cả nhà. Đi bình thường mất đi xe khách khoảng 4 tiếng. Còn sau khi mà đường cao tốc của Phú Thọ kết nối được với lại cao tốc Nội Bài Lào Cai thì mình cũng bớt đi phần nào, cũng đi mất tầm khoảng 3 tiếng là mình đến đến Hà Nội rồi. Còn nếu mà cung đường cao tốc giữa Tuyên Quang này kết nối được với Phú Thọ nữa thì chúng ta xuống đến Hà Nội chắc chỉ mất tầm khoảng 2 tiếng rưỡi thôi mà cũng không đến đâu cả nhà. Đấy là đến trung tâm Hà Nội nhé cả nhà. Còn nếu mà đi đường đến sân bay Nội Bài thì chắc chỉ 2 tiếng thôi, không đến 2 tiếng. Thì rất là nhanh. Chiếu cái là đường cao tốc thì như phương tiện mô tô, xe máy thì lại không được đi. Nhưng mà sẽ giảm tải rất là nhiều. Tại vì là khi đường cao tốc nó hoàn thiện đi vào hoạt động thì tất cả những cái xe lớn như container, xe to, xe tải, trọng tải lớn hoặc là những cái xe con là họ sẽ những cái xe đi đường dài họ sẽ chuyển đi đường cao tốc. Thì cái đường quốc lộ 2, quốc lộ 37, quốc lộ 70 chẳng hạn là những cái cung đường đó thì nó sẽ rất là vắng, mọi người đi lại nó sẽ nhàn hơn, nó không bị ách tắc và xe máy mình đi cảm thấy nó cũng an toàn hơn. Cũng như trước đây mình mà đi xe máy, mình hay đi phượt, mình xe máy đi đường Lào Cai, Yên Bái xong đi đường lên với Lào Cai, Sapa đó ạ. Thì mình đi xe máy đi rất là vất vả thời điểm nó chưa có đường cao tốc ấy. Tại vì nó rất là nhiều xe tải, các xe tải, xe khách, xe con thì mình vượt rất là vất vả, tại vì cung đường nó rất là nhỏ, nó lại quanh co, rất là khó đi. Còn sau khi cái tuyến đường cao tốc giữa Lào Cai với lại Nội Bài đi vào hoạt động thì mình đã mấy lần đi vượt lên trên vùng trên nó rồi, bằng xe máy thì mình đi cảm thấy nó rất là nhàn, thời gian nó rút ngắn lại nhé cả nhà. Đấy, từ trên cao mọi người có nhìn thấy không ạ? Cái cánh đồng lúa nước bà con vừa mới cấy xong, là ra Tết là ăn Tết xong là bà con vừa cấy xong. Ở bên dưới là những cái xe công trình đang nghỉ Tết. Chắc là ngày 1 ngày 2 thôi là bắt đầu lại ra quân đấy cả nhà. Đây vị trí mình với bà xã đang đứng kia. Dạ vâng,
Xin chào cả nhà. Sau hơn 10 phút, Hoàng Hà đưa cả nhà đến thăm cái công trình đường cao tốc giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hoàng Hà. Cả nhà nhớ là đăng ký kênh và chia sẻ video, nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Hoàng Hà nhé. Trước thềm năm mới, xin phép được kính chúc sức khỏe toàn thể cả nhà, bà con, cô bác và tất cả anh chị em. Năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Xin trân trọng cảm ơn.